Chuyên gia đề xuất giải pháp ứng phó khi đại dịch kéo dài Thưa quý vị, trong bối cảnh đại dịch kéo dài, nhiều chuyên gia đã hiến kế cho Việt Nam cần xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt, đẩy mạnh chiến lược vaccine và thiết kế lại các dịch vụ xã hội. Sau đây là nội dung các ý kiến được tổng hợp trong bài Chuyên gia đề xuất giải pháp ứng phó khi đại dịch kéo dài, đăng trên báo VnExpress vào ngày 2 tháng 9. Phát biểu tại cuộc họp với hơn 1.000 xã phường thuộc 20 tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội. Ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải xác định nhận thức về tính chất khốc liệt, khó lường, khó dự báo của dịch bệnh. Thủ tướng nói, chúng ta đặt mục tiêu kiềm chế, kiểm soát dịch bệnh, song cũng xác định cuộc chiến này còn lâu dài, phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối, phải thích ứng và có cách làm phù hợp. Tại Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng cho biết, lãnh đạo thành phố đã tính đến kịch bản sống chung với dịch, đồng thời mở lại hoạt động nào thì phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có điều kiện kèm theo, nếu không sẽ lại trở thành nguy cơ lây nhiễm. Đồng tình với các chủ trương nói trên, Phó Giáo sư Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế nhận định, dịch bệnh càng ngày càng khó dự báo bởi đã lan rộng ở rất nhiều nơi, bùng phát trên nhiều địa bàn hơn 80% ca nhiễm có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, càng khiến mầm bệnh dễ phát tán. Ông Nga nêu quan điểm, tình hình hiện nay đã thay đổi, phải xác định rất khó có thể truy vết, cách ly triệt để tất cả F0 trong cộng đồng như trước đây. Hay nói cách khác là rất khó để đưa dịch về con số 0. Chúng ta chỉ có thể kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học New South Wales, Australia phân tích, Đợt bùng phát dịch bệnh hiện nay xảy ra khắp thế giới, chứ không riêng chỉ có Việt Nam. Theo ông có ba yếu tố dẫn đến thực trạng này là thời gian, biến thể virus, mật độ dân số. Tốc độ gia tăng số ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh rất nhanh, cho thấy có thể dịch đã bén rễ từ trước tháng 6. Hồi giữa tháng 7, chỉ trong 2 tuần, số ca nhiễm tại thành phố đã tăng gấp đôi, chứng tỏ hệ số lây lan của virus trong đợt này khá cao so với trước đây. Giáo sư Tuấn phân tích ở nhiều nơi trên thế giới, dịch bệnh bùng phát ở những vùng có mật độ dân số cao. Điều này phù hợp với tình hình thành phố Hồ Chí Minh và cả các khu công nghiệp tại Bình Dương, Long An. Hai chuyên gia đều cho rằng, khi xác định đại dịch còn kéo dài, thì Việt Nam cần có chiến lược ứng phó phù hợp. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn nói, dịch bệnh có thể đến rồi đi, không ở lại mãi, nhưng virus có thể tiếp tục biến chủng và tồn tại. Theo quy luật tiến hóa thông thường, virus sẽ có khả năng lây lan nhiều hơn nhưng ít nguy hiểm hơn, tức là độc lực giảm đi. Sống chung với Covid là chúng ta phải thay đổi lối sống để thích nghi với hoàn cảnh mới, giáo sư Tuấn nói thêm. Phó giáo sư Nguyễn Huy Nga làm rõ thêm, sống chung với Covid không có nghĩa là buông lỏng việc chống dịch, chúng ta chấp nhận có những ca F0 phát sinh trong cộng đồng, sẵn sàng tâm thế ứng phó khi có ổ dịch bùng phát. Giáo sư Nga nói và nêu thực tế, nhân loại vẫn đang sống chung với rất nhiều loại virus gây dịch bệnh truyền nhiễm khác nhau. Chiến lược đầu tiên theo phó giáo sư Nguyễn Huy Nga là sớm cho phép cách ly F1, F0 triệu chứng nhẹ tại nhà trên toàn quốc thay vì chỉ áp dụng tại một số địa phương như hiện nay. Biện pháp này giúp chủ động ứng phó khi dịch bệnh bùng phát, tránh làm quá tải bệnh viện. Cùng với đó, tất cả người dân thực hiện tốt 5K, nơi có dịch thì ưu tiên chống dịch, nhưng nơi an toàn thì ưu tiên sản xuất. Duy trì sản xuất cũng là duy trì nguồn lực để chống dịch lâu dài. Tiếp theo, chuyên gia này nhìn nhận, phong tỏa chỉ nên là biện pháp cuối cùng trong chống dịch. Địa phương cần linh hoạt áp dụng biện pháp giãn cách. Nếu phát hiện F0, chỉ nên phong tỏa một vài cụm nhà, ngõ phố, thay vì giãn cách cả thôn xóm, phường xã như hiện nay. Bản lĩnh của lãnh đạo là vừa chống dịch hiệu quả nhưng vừa bảo đảm sản xuất, Lưu thông hàng hóa, nếu các địa phương không sớm xác định tinh thần sống chung với Covid mà vẫn áp dụng biện pháp cứng nhắc trong thời gian dài thì sẽ để lại hệ lụy lớn về kinh tế xã hội. Phó Giáo sư Nga nhìn nhận và khuyến cáo các tỉnh thành theo khảo ý kiến chuyên gia dịch tễ xây dựng kế hoạch chống dịch lâu dài và kịch bản sống chung với Covid phù hợp với điều kiện thực tế từng nơi. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Chí, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cũng cho rằng để chống dịch lâu dài, điều quan trọng là phải xây dựng được các kịch bản linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn, thời kỳ, nguồn lực. Những vùng dịch bùng phát thì tập trung cứu chữa ca nhiễm, giảm F0 truyền nặng, giảm tỷ lệ người bệnh nặng và tử vong. Thiết kế lại mô hình tổ chức xã hội, thay đổi thói quen để thích ứng với cuộc sống bình thường mới là đề xuất của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn. Ông Tuấn đề nghị cần thiết kế lại các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng xe chở khách cần giảm số hành khách, bố trí lại ghế ngồi. Ông dẫn chứng, ở Australia trước đây, một ghế trên tàu hỏa dành cho 3 khách ngồi, nay giảm còn 2 người. Ghế cho hai khách, nay còn một người. Các nhà hàng cũng giảm khách mỗi bàn ăn. Ông Tuấn nói thêm, sắp tới, máy bay, xe điện, xe buýt, dạp chiếu phim đều phải thiết kế lại chỗ ngồi để tuân thủ quy định giãn cách với mỗi người dân ông tuấn cho rằng những việc như rửa tay trước và sau khi chế biến thức ăn sau khi đi vệ sinh thăm khám bệnh nhân phải trở thành thói quen thường xuyên các bình diệt khuẩn được bố trí tại nhiều điểm công cộng bên cạnh đó làm việc từ xa cũng sẽ là giải pháp quan trọng và là xu hướng trong tương lai tại australia nhiều nơi đã xây dựng kế hoạch cho nhân viên làm việc tại nhà lâu dài những người đến công sở chủ yếu là làm việc cần máy móc tại chỗ công nghệ thông tin cần được ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa vào việc sống chung. Đẩy mạnh chiến lược vaccine để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng cũng là một giải pháp quan trọng để sống chung với COVID. Giáo sư Nguyễn Anh Trí phân tích, sớm bao phủ vaccine cho tất cả người dân là cách nhanh nhất để Việt Nam thoát khỏi đại dịch. Trong khi nguồn cung vẫn hạn chế, nhất là khi một số nước triển khai tiêm mũi 3, Việt Nam có thể áp dụng nhiều biện pháp khác nhau như mua, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu sản xuất, mua lại, chuyển nhượng, vay mượn vaccine đây là việc cần thiết và cấp bách, ông Trí nói. Phó giáo sư Nguyễn Huy Nga đề nghị, trong lúc chưa đủ vaccine bao phủ toàn dân thì ưu tiên cho người cao tuổi, người có bệnh nền. Ông lý giải, chủ trương này sẽ giảm tải cho hệ thống y tế nếu dịch bệnh bùng phát. Bởi người già, người có bệnh nền, nếu nhiễm Covid thì phải vào viện điều trị sẽ lâu khỏi, nguy cơ tử vong cao. Cơ hội để cứu chữa các bệnh nhân Covid khác cũng như người mắc bệnh khác sẽ giảm đi. Tuy nhiên, ông Nga khuyến cáo, khi Việt Nam đã tiêm đủ vaccine cho 70% dân số, đạt miễn dịch cộng đồng, thì mọi người vẫn cần tuân thủ 5K. Đồng thời, nhà chức trách cần sớm nghiên cứu các quy định áp dụng giấy chứng nhận tiêm vaccine vào cuộc sống, như việc đi lại, sử dụng dịch vụ công cộng. Về lâu dài, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn đề nghị chính phủ cần ưu tiên cải tiến hệ thống giám sát dịch bệnh. Trong thời đại công nghệ thông tin, việc thiết kế các hệ thống báo động và theo dõi dịch bệnh trực tuyến từ cơ sở có thể giúp dự báo dịch bệnh nhanh, chính xác hơn. Nhà nước cần đầu tư vào y tế công cộng. Hệ thống y tế công cộng của Việt Nam hiện nay đã tốt, nhưng cần đầu tư để tốt và hữu hiệu hơn nữa. Cơ sở y tế cấp huyện cần được trang bị về nhân sự, thiết bị xét nghiệm, để nếu dịch bệnh bùng phát thì có thể kiểm soát nhanh nhạy. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học và vaccine là chiến lược lâu dài. Đại dịch COVID cho thấy Việt Nam bị phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vaccine từ nước ngoài, trong khi nguồn cung thì khan hiếm. Vì vậy, thời gian tới, nhà nước cần đầu tư cho nghiên cứu phát triển vaccine và thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Nghiên cứu vaccine xác suất thất bại cao, nhưng một xác suất thành công nhỏ cũng có thể đem lại lợi ích rất lớn cho quốc gia, giáo sư Tuấn nói. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại